Một trang web tải nhạc chuông cực hay trên điện thoại. Đó chính là trang web nhạc chuông hình nền.com. Thì trang web này cho phép các bạn tải những bản nhạc chuông hay nhất và mới, hot TikTok, ví dụ như nhạc chuông ngôi sao cô đơn, nhiều bài nhạc nó hay. Nếu các bạn muốn tải thì bạn sẽ bấm vào cái bài đó. Và các bạn sẽ có nút play, các bạn có thể nghe thử. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt, tải nhạc nè. Và chờ 5 giây. Và chúng ta sẽ bấm phần cài nhạc. Rồi nhạc chuông sẽ làm tải về. Và các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại nè. Các bạn chọn nhạc chuông nè. Chọn sim nè. Và các bạn sẽ chọn chọn từ các tệp. Và bạn sẽ tìm đến cái file nhạc mà chúng ta vừa mới tải. Đây. Bấm thoát ra ngoài thì nó sẽ tự động thêm cái nhạc chuông này.